Hello mọi người, Rư biết là các bạn teen vừa mới thi xong và cứ xong một mùa thi cử thì da mặt lại kiểu bung bét. Tại vì hai đứa em của Rư nó cũng mới thi xong và da của tụi nó thì cũng đang rất là xấu. Cho nên là video của ngày hôm nay chính là sự gợi ý của Rư về 5 bước dưỡng da cơ bản dành cho mấy bạn học sinh để có thể trị mụn nè, kháng viêm nè, hoặc là se lỗ chân lông. Ngay giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Bước đầu tiên mà Rư muốn gợi ý cho mọi người chính là hãy chọn một sản phẩm nước tẩy trang để mà làm sạch sâu bên dưới da. Cái này có thể gọi là double cleansing, nhưng mà thay vì các bạn hay chú trọng quá vào sữa rửa mặt thì Rư sẽ muốn loại bỏ sữa rửa mặt ra khỏi cái routine này. Nghe thì rất là kỳ lạ nhưng mà bản thân Rư đã từng trải nghiệm với điều đó rồi và Rư thấy nó hiệu quả. Vậy thì cái việc mà các bạn sẽ cần đó là một chai nước tẩy trang và một chai nước muối sinh lý. Và bởi vì tư vấn cho các bạn teen cho nên Rư sẽ chọn một cái loại nước tẩy trang mà giá của nó rất là bình dân, đó chính là nước tẩy trang Senka. Một chai 230ml, Rư thấy giá tầm đâu 90 mấy ngàn á, và hai đứa em nhà Rư nó cũng đang sử dụng. Vậy thì mỗi sáng hay là mỗi khi đi học về hay là mỗi buổi tối, mọi người có thể sử dụng cái bông thấm nước tẩy trang mà mình sẽ lau lên trên da nhẹ nhàng. Và sau bước này mọi người hãy đến với nước muối sinh lý. Rư để ý là các bạn teen á, bởi vì luôn luôn bị ám ảnh với cái việc da mình không sạch, thành ra dễ bị cái tình trạng là overwash. Tức là các bạn thường chọn những loại sữa rửa mặt rất nặng đô và rửa trong một khoảng thời gian rất lâu. Thành ra thay vì mình tập trung vào sữa rửa mặt, mọi người hãy thử chuyển sang nước muối sinh lý coi làm sao. Cái bình nước muối sinh lý mà Rư muốn khoe với mọi người là một cái bình hết sức thông dụng và cái bình to như thế này, nhưng mà Rư cũng chỉ còn rất là ít thôi. Và thật sự mà nói, kể từ cái hồi mà Rư khám phá ra được là nước muối sinh lý nó giải quyết cái vấn đề mụn cho da mình tốt như nào thì Rư đã sử dụng nó cực kỳ triệt để. Một bình như thế này thật sự là không nhớ, tại Rư mua cũng lâu rồi. Rư chỉ nhớ là giá nó rẻ hơn một chai sữa rửa mặt rất nhiều luôn. Việc mà bạn sẽ làm đó là sau mỗi lần xài cái nước tẩy trang, bạn sẽ thấm miếng bông với cái nước muối sinh lý này mà mình sẽ lau lên trên da. Nước muối sẽ làm cho da mình sạch khuẩn, cũng như là sau khi mình xài nước tẩy trang xong, da mình nó hơi bị ẩm dính á, thì cái cảm giác đó nước muối sinh lý sẽ lấy đi rất là sạch. Tất nhiên với một bạn hồi nào giờ đã quen cái cảm giác da sạch bông kinh kít sau khi xài sữa rửa mặt á, thì sẽ cảm thấy hơi bị khó chịu khi mà mình chuyển sang mình xài nước muối sinh lý. Nhưng mọi người hãy tin Rư, mọi người hãy nghe Rư, là khi mình kiên nhẫn với nước muối sinh lý, các bạn sẽ thấy cái hiệu quả nó sẽ diễn ra tầm tuần thứ hai, là ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 14 á, mình xài mình sẽ thấy hiệu quả rõ ràng luôn. Vậy thì bước số 2 mà Rư muốn giới thiệu với mọi người là sau khi mà mình làm sạch da xong thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái bước làm ẩm, làm mềm da. Và trên tay Rư đang cầm chính là một em toner với chiết xuất rau má. Rau má là một sản phẩm quá là lành tính, và bản thân Rư những hồi còn để coi 19-20 tuổi, không có nhiều tiền cho vấn đề dưỡng da, thì cũng đã từng xay rau má ra uống và lấy cái bã rau má ra đắp lên trên da. Thật sự là cái cảm giác mà mình đắp rau má lên da nó rất là mát và nó làm cho da mình dịu hơn. Trên website của hãng thì người ta bảo là em này có chứa BHA, chữ B phở mọi người. Và đây là một loại axit tự nhiên giúp tẩy da chết cũng như là kích thích cái tế bào da mình tăng sinh. Đồng thời hãng còn nói là em này có độ pH là 5.3, cho nên là nó sẽ không có làm kích ứng da mình, kể cả da bạn là làn da nhạy cảm nhất. Đối với Rư, sau 10 ngày trải nghiệm em này thì Rư thấy được một số cái tác dụng như sau. Đầu tiên, em này làm sạch da nhưng mà lại không làm cho da của mình bị khô quá, nhưng mà cái bề mặt da thì lại rất là ráo. Đối với một người da khô giống Rư á, thì cái trải nghiệm đó là Rư thấy chưa đủ đô. Nhưng mà Rư tin chắc với các bạn teen da dầu thì cái trải nghiệm đó sẽ là cái điều mà các bạn rất là thích. Tại vì không ai da dầu mà lại muốn xài một cái gì đó lên mà da mình ẩm hơn hay là dính hơn, đúng không? Tiếp theo nữa là em này không có làm cho da của Rư bị ngứa, bị lít kích hay là bị khó chịu gì hết. Và điều cuối cùng là em này không có mùi. Và mọi người thấy không, cái chai này rất là to luôn. Đây là chai 210ml và giá thì cũng rất là bất ngờ. Cho nên đây cũng là một sự gợi ý của Rư dành cho các bạn đang đi học. Vốn cái ngân sách cho việc dưỡng da nó chưa có được nhiều. Và sau cái bước toner rau má vừa rồi thì Rư sẽ đến với cái bước tiếp theo. Đây, cái chai này thật sự mà nói cảm giác cầm rất là sang trọng luôn. Và khi mà Rư search cái tên này á mọi người, thì Rư thấy cái bao bì bây giờ cảm thấy nó chuyên nghiệp hơn. Và hãng đã vừa có một sự thay đổi bao bì, tại vì cái bao bì hồi xưa thì nhìn nó kiểu hơi bị lộn xộn tí. Cảm giác bao bì bây giờ nó sang hơn và cảm giác mình nhìn là mình muốn mua hơn. Em này đặc biệt ở chỗ là cái thành phần cực kỳ gọn nhẹ, hãng ghi là 100% tinh chất rau má luôn. Nói về tác dụng thì em này cũng tương tự như cái bước nãy, em này sẽ giúp kháng viêm cho da nè, se lỗ chân lông nè,
giúp làm dịu da, là đặc biệt với những da nhạy cảm hay là những cái làn da đang có mụn. Tiếp theo nữa là sản sinh collagen và chống lão hóa. Còn sau 10 ngày trải nghiệm của Ru thì Ru thấy em này có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất á, nó ở cái dạng giữa giữa của serum và toner. Tức là so với toner đi thì em này sẽ đặc hơn một tí, còn so với serum thì em này sẽ lại lỏng hơn một tí. Vì vậy cho nên các bạn da dầu cũng cứ an tâm là em này sẽ rất là nhanh thẩm thấu vào da mình. Tiếp theo là bởi vì em này đặc hơn một tí và trong công thức, trong thành phần thì 100% là tinh chất rau má luôn. Cho nên là cái sự dưỡng ẩm cho da nó cũng nhiều hơn. Vậy nên là mỗi sáng khi mà Ru dùng em này thì Ru thấy cái da của Ru trước gương nó rất là căng bóng, rất là mướt. Và sau từng đó thời gian trải nghiệm thì Ru thấy là cái bộ đôi rau má này có thể trên cái làn da khô của Ru thì nó dưỡng ẩm chưa đủ. Nhưng mà đối với lại cái làn da dầu của các bạn thin thì Ru tin chắc là cái sự ráo, cái sự thẩm thấu nhanh cũng như là cái khả năng dưỡng ẩm như thế này là rất phù hợp. Và bật mí cho mọi người một tí xíu nha. Gần đây thì Ru đánh nền hay bị mốc á, cho nên là khi mà Ru trang điểm Ru sẽ mix kem nền với lại một vài giọt này và Ru cảm thấy là cái nền của Ru nó không bị mốc và nhìn thì nó bóng mướt hơn, ví dụ như hôm nay nè. Sau cái bước ample này thì bạn có thể vào ngay một cái bước dưỡng ẩm mà bạn vốn đã quen thuộc và đã sử dụng bấy nhiêu lâu nay. Nếu như mọi người chưa có tìm được em dưỡng ẩm nào ưng ý thì Ru có thể gợi ý cho mọi người, đó chính là em dưỡng ẩm dạng dịu nhẹ đến từ Simple. Em này cũng đã từng xuất hiện trong video của Ru rồi. Và giá của em này được cũng cực kỳ bình dân và dễ mua nữa. Thì toàn bộ cái chu trình nãy giờ nè, buổi tối sẽ khác buổi sáng ở chỗ là buổi tối Ru sẽ dùng thêm một cái em chấm mụn. Em này đến từ DHC, đây là một hãng bình dân của Nhật. Và cái chấm mụn này khi mà Ru dùng á thì Ru thấy là cái vết mụn của Ru nó sẽ nhanh bị xẹp hơn, cũng như là nó đỡ bị đau hơn. Còn với buổi sáng thì Ru sẽ giữ nguyên cái routine đó, nhưng mà Ru sẽ chèn thêm một cái kem chống nắng. Và nhắc đến kem chống nắng thì Ru nghĩ không có hãng nào bình dân bằng Appeal. Em này Ru thấy rất là ráo, cũng như là cái thành phần nó sạch, nó không có những cái hoạt chất gây mụn. Vậy nên là các bạn da đang mụn hay là các bạn da dầu dễ mụn á thì cũng cứ an tâm sử dụng kem chống nắng này, da mình sẽ vừa được bảo vệ khỏi tia UV mà không sợ da bị sản sinh ra mấy cái cồi mụn bên dưới. Vừa rồi chính là một vài gợi ý của Ru trong việc thiết kế một cái skincare routine dành cho các bạn tuổi teen, các bạn đang đi học mà đang gặp một số vấn đề với mụn, sưng viêm cũng như là các vấn đề về lỗ chân lông to. Bản thân Ru cũng từng là teen và bản thân Ru cũng đã từng bị mụn, cho nên Ru hiểu là cái tâm lý thoải mái một tí sẽ làm cho các bạn nhanh hết mụn hơn. Cho nên là mọi người yên tâm, đã là teen thì ai cũng sẽ bước qua cái giai đoạn bị mụn thôi, cho nên đừng có vì vậy mà tự ti. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Ru nha. Mọi người nhớ subscribe channel của Ru để theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới. Bye bye.